đặc điểm chung của những nhà đầu tư thành công nhìn chung trong cuộc sống những sự vật có cùng tính chất nào đó luôn có những đặc điểm chung để hình thành nên tính chất đó trong đầu tư cũng vậy những nhà đầu tư thành công dù có những phương pháp khác nhau tuy nhiên cũng đều có những đặc điểm chung nhất định những nhà đầu tư thành công không phải là những người kiếm tiền trong một thời gian ngắn sau đó biệt tích khỏi thị trường mà được định nghĩa những người có thể kiếm tiền ổn định một cách lâu dài dưới đây là những đặc điểm chung của họ một luôn có điểm dừng những nhà đầu tư thành công luôn hiểu rõ rằng trong đầu tư rủi ro là luôn xảy ra và việc không có ngưỡng dừng lỗ ở mỗi vụ giao dịch giống như đi xe trên đường mà không có phanh vậy có thể chúng ta may mắn thoát được một đến hai vụ giao dịch thua lỗ tuy nhiên về lâu dài chắc chắn sẽ có những vụ thua lỗ tới mức cháy tới khoảng Đa phần những nhà đầu tư luôn bị thị trường dẫn dắt và chi phối cảm xúc dẫn tới việc dời ngưỡng dừng lỗ hoặc bỏ dừng lỗ. Đây là vấn đề chính khiến nhiều người không thể trụ quá một đến hai chu kỳ của thị trường, chứ chưa nói đến việc coi đầu tư là một nghề để theo đuổi lâu dài. Ngoài dừng lỗ ra, những nhà đầu tư thành công luôn biết có những thời điểm cần phải dừng giao dịch bởi họ hiểu rằng hệ thống giao dịch của họ chỉ phát huy hiệu quả trong một số điều kiện thị trường nhất định vì vậy nếu gặp trường hợp ngược lại họ sẽ dừng giao dịch trong khi những nhà đầu tư khác liên tục giao dịch hoặc thay đổi hệ thống giao dịch một cách nhanh chóng bất chấp mọi điều kiện với hy vọng kiếm tiền hàng ngày và hàng tuần hai phần trăm rủi ro xảy đến ở mức chấp nhận được những nhà đầu tư thành công luôn tính trước rủi ro thua lỗ là bao nhiêu trước khi đặt cược vào một vụ giao dịch có như vậy họ sẽ có một tâm thế vững trước những biến động không như ý muốn trong khi đó những nhà đầu tư còn lại luôn nghĩ tới việc kiếm được bao nhiêu lợi nhuận trước mà không để ý đến rủi ro là bao nhiêu. Để khi xảy ra vượt mức giới hạn chịu đựng khiến họ có thể rời bỏ cuộc chơi một cách nhanh chóng trong khi đầu tư luôn là một quá trình lâu dài. 3. Có một hệ thống giao dịch được kiểm nghiệm lâu dài qua nhiều chu kỳ của thị trường nhà đầu tư thành công luôn trung thành với một hệ thống giao dịch mà được chứng minh tính hiệu quả qua các chu kỳ của thị trường họ chỉ nâng cấp lên để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn qua thời gian chứ không bỏ đi hoàn toàn bởi họ hiểu rõ không có một chén thánh nào trong giao dịch cả hệ thống giao dịch của mỗi người chỉ phù hợp trong một số điều kiện thị trường nhất định mà thôi trong khi đó những nhà đầu tư còn lại rất dễ mất kiên nhẫn khi thấy hệ thống giao dịch hiện tại không hiệu quả họ liên tục tinh chỉnh hoặc update hệ thống giao dịch một cách nhanh chóng hoặc bỏ hoàn toàn để theo đuổi một hệ thống giao dịch mới. Đây là một sai lầm rất nghiêm trọng. Một hệ thống khi chúng ta theo đuổi một cách lâu dài, dần dần chúng ta sẽ nhận ra được những ưu và khuyết điểm của nó từ đấy sử dụng ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Tôi không sợ người học một nghìn cú đá, tôi chỉ sợ người tập một cú đá một nghìn lần. Lý Tiểu Long 4. Sự dũng cảm trước những thất bại lớn và kiên trì theo thời gian đầu tư luôn là một quá trình lâu dài và những nhà đầu tư thành công luôn có sự dũng cảm để đối mặt trước những thất bại lớn hoặc để kiên trì theo thời gian. Paul Tudor Jones đã phải mất 10 năm để thực hiện được một trong những vụ giao dịch vĩ đại nhất vào ngày đen tối 1987 khi chỉ số Dow Jones sụt tới 22%. Nikola và đã gặp thua lỗ lớn trước khi hình thành nên một hệ thống box, từ đấy kiếm được tới 2.2 triệu đô sau đó. Jesse Livermore nhà đầu cơ nổi tiếng từng bị phá sản nhiều lần và kiếm được trăm triệu đô la vào thời kỳ đại khủng hoảng đặc điểm chung này cũng hàm ý rằng để gia nhập trong đội ngũ những nhà đầu tư thành công không bao giờ là con đường phẳng lặng nó là một sự cố gắng không ngừng nghỉ theo thời gian năm sự kỷ luật nếu có những yếu tố như ở trên nhưng thiếu đi yếu tố kỷ luật thì chắc chắn chúng ta cũng không bao giờ tiếp cận được đội ngũ những nhà đầu tư thành công được sự kỷ luật ở đây đến từ việc chúng ta luôn bám sát hệ thống giao dịch được kiểm nghiệm theo thời gian. Kỷ luật cũng có nghĩa là chúng ta kiên định với phương pháp hiện tại chứ không nóng lòng thay đổi từ hệ thống giao dịch này sang hệ thống giao dịch khác. Đúng sai không quan trọng, quan trọng, quan trọng khi đúng bạn được bao nhiêu tiền và khi sai bạn mất bao nhiêu tiền. George Soros